Trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo là người hùng, nhưng sau sân cỏ, anh chỉ nổi tiếng với những bữa tiệc sex vô tội vạ, khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Cuộc sống đời thường của CR7 tràn ngập mặt báo với hàng loạt bữa tiệc sex thác loạn, những ồn ào về đời sống tình dục và hàng chục cô bồ tình một đêm. Cách đây vài năm, Ronaldo từng là nhân vật chính trong loạt phóng sự về cuộc sống phía sau sân cỏ do tạp chí Life and Style thực hiện. Điểm nổi bật trong loạt phóng sự này là câu chuyện về đời sống tình dục ồn ào của Ronaldo trong suốt thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp và những bữa tiệc sex gây rúng động. Hầu hết các nguồn tin đều khẳng định ngôi sao Bồ Đào Nha thích tổ chức các bữa tiệc sex và sẵn sàng chi tiền khủng để mời hàng loạt gái mại dâm về vui chơi. Một trong những bữa tiệc sex gây chấn động nhất của CR7 là bữa tiệc diễn ra khi anh chàng vẫn còn ở Manchester United, là mùa 2007-2008. Khi đó, CR7 có thói quen tự thưởng người đẹp sau khi ghi bàn. Bữa tiệc sex của Ronaldo thậm chí còn có hai khách mời là cầu thủ Nani và Anderson. Anh chàng đã thuê 5 gái mại dâm và 8 người đã có bữa tiệc sex dài tới 4 tiếng đồng hồ. Sau bữa tiệc sex với CR7, gái gọi Juliana Banstrup, người Brazil xác nhận, cô nhận được 9.000 đô thù lao. Bữa tiệc sex này gây rúng động trên khắp mặt báo, nhưng huấn luyện viên trưởng của MU khi đó hoàn toàn im lặng. Có lẽ ông sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của học trò cưng. Một gái gọi khác từng phục vụ Ronaldo ở biệt thự riêng tại Manchester cho biết anh chàng là người vô cùng mạnh mẽ và có nhu cầu cao. Cô nàng gái gọi tiết lộ từng tặng đồ lót làm kỷ niệm cho CR7. Cô cũng cho biết cô và những cô gái khác làm nghề này rất vui khi biết khách hàng sẽ là Ronaldo. Các cô thậm chí sẵn sàng giảm giá hoặc miễn phí cho anh chàng. Hồi 2010, CR7 từng cặp kè với Kim siêu phòng 3 một thời gian ngắn. Sau đó bạn bè của Kim tiết lộ với báo chí rằng Ronaldo là người thích những bữa tiệc sex tập thể, luôn đòi hỏi những trò mạnh mẽ và khác người. Ronaldo bị đòi bồi thường 78 triệu đô la trong nghi án hiếp dâm. Catherine Mazzotga, người tố cáo Cristiano Ronaldo hiếp dâm cô năm 2009, từng đòi 78 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại. Tờ New York Post đưa tin, năm 2018, cảnh sát Las Vegas của Mỹ đã mở lại điều tra vụ một giáo viên trước đây là người mẫu tên là Catherine Mazzotga, tố cáo Ronaldo đã cưỡng ép cô quan hệ tình dục năm 2009. Tờ New York Post cho hay Catherine bị Ronaldo mua chuộc sự im lặng bằng tiền. Cô bị cầu thủ này cưỡng bức tại khu nghỉ dưỡng Palms Casino sau khi hai người cùng trò chuyện và uống với nhau ở một quán bar. Phía luật sư của Ronaldo phủ nhận cáo buộc này. Tuy nhiên, luật sư của nữ người mẫu Mỹ khẳng định họ có đầy đủ chứng cứ có thể khiến CR7 thân bại danh liệt vì vụ việc. Phản bội bạn gái, qua đêm với Hoa hậu vòng 3 Andressa Urach. Khi còn yêu Irina, CR7 bị dọa tung clip mát mẻ. Tháng 10-2013, Ronaldo và siêu mẫu Irina vẫn còn là một cặp đôi lý tưởng trong mắt người hâm mộ. Họ bất ngờ bị kẻ trộm tấn công căn hộ của Irina và lấy đi nhiều đồ đạc có giá trị, trong đó có chiếc camera cá nhân. Trong lúc đang lo lắng vì chiếc camera ghi lại nhiều cảnh nóng của hai người, Ronaldo bất ngờ bị dọa tung clip mát mẻ làm bằng chứng cho cuộc tình vụng trộm giữa anh và Hoa hậu vòng 3 Andressa Urach. Ngôi sao có vòng ba lên tới 110cm tiết lộ trên chương trình truyền hình Fazendasis. Tôi đã dùng điện thoại di động của mình để ghi lại cảnh hẹn hò trong phòng khách sạn ở Madrid với Ronaldo. Người đẹp truyền hình còn không ngừng khen ngợi khả năng ân ái của Ronaldo. Chưa dừng lại trong quãng thời gian qua lại với Irina Saiz, anh còn khiến cô không ít lần bị tổn thương. Cụ thể, năm 2012, gia đình ngôi sao Bồ Đào Nha đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở hộp đêm Seven. Hộp đêm do CR7 và anh trai hợp tác làm ăn ở thành phố Algarve, nơi diễn ra trận giao hữu Bồ Đào Nha Panama. Trong bữa tiệc nhỏ ấm cúng nói trên, có sự xuất hiện bất ngờ của nữ diễn viên kim người mẫu cho tạp chí Playboy Rita Pereira. Rita chả xa lạ gì với gia đình Ronaldo, bởi cô nàng 41 tuổi này là bạn thân của chị gái siêu sao Ryan và vốn được mẹ CR7, bà Dolores Aveiro, vô cùng yêu quý. Đêm đó, Rita diện chiếc váy đen cổ khoét sâu để lộ gò bồng đào căng tròn và khoe số đo bốc lửa. Ngay lập tức, anh chàng chủ động bước lại chuyện trò kèm những cử chỉ gợi tình. Sau dăm ba câu chuyện trò, Ronaldo và Rita cùng hòa vào những điệu nhảy sôi động bốc lửa. Khi đã khá khuya, những người thân đều về nhà, Ronaldo lấy cớ đưa Rita về, nhưng thực chất cả hai đã ghé vào một khách sạn có tiếng tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hành tung của Ronaldo đã không qua khỏi mắt đám phóng viên thiện nghệ của tờ Corriere della Mania. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.